Đời sống cách ly trong ngôi nhà tí hon 25 mét vuông ở Mỹ. Đôi tình nhân tim và Sam hiện tự cách ly tại một ngôi nhà di động tí hon tại bang Florida, Mỹ. Họ có kinh nghiệm bài trí không gian gọn gàng để làm việc tại nhà hiệu quả. Ngôi nhà tí hon có diện tích khoảng 25 mét vuông, được cặp tình nhân đặt tên là Tiffany, không gian sống chật hẹp nhưng họ còn nuôi thêm một chú mèo. Tim và Sam tối ưu hóa mọi ngóc ngách trong căn nhà. Thậm chí họ có thể dự trữ rất nhiều thực phẩm để dùng trong vài tuần khi tự cách ly. Các ô cửa sổ cạnh khu vực bếp núc được tận dụng tối đa. Họ trang bị cho tổ ấm của mình những nội thất có thể gập nhỏ lại được để tiết kiệm không gian. Căn bếp nhỏ được bài trí gọn gàng với đầy đủ các trang thiết bị nấu nướng cần thiết. Tủ bếp của Tim và Sam được ưu tiên chứa đựng những thực phẩm khô để dùng trong lâu dài. Các khoảng trống dưới cầu thang được hai người dành cho việc dự trữ đồ ăn đóng hộp cùng một số vật dụng đề phòng cho các trường hợp khẩn cấp, gầm ghế cũng được tận dụng làm nơi chứa các bình nước lọc, đồ ăn nhẹ. Vali, quần áo, giày dép và cả khăn tắm được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc tủ cao, hẹp. Hai người chia căn nhà tí hon thành những khu vực làm việc riêng biệt, Sam làm việc trên gác xếp và cô sử dụng một chiếc tủ đá để làm nơi đặt laptop. Tim làm việc từ xa tại chiếc bàn chính của ngôi nhà này. Hai người cho biết họ đã sống tại ngôi nhà tí hon này. Được 3 năm, nên cả hai đều có những kỹ năng cần thiết khi thực hiện cách ly xã hội trong một không gian chật hẹp. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.